Từ thủ đô Washington, đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh sáng ngày 6 tháng 2 năm 2020. Việt Hùng xin kính chào quý vị. Việt Nam lập bệnh viện dã chiến phòng chống corona. Canada đưa máy bay tới Việt Nam để di tản công dân khỏi tâm dịch Vũ Hán. Thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh vì corona. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Các quan chức y tế cho biết, Việt Nam đang thiết lập các bệnh viện dã chiến với hàng nghìn giường bệnh để xử lý một loạt các trường hợp nhiễm virus corona tiềm tàng. Cho đến nay, Việt Nam đã có 10 trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona, bao gồm 3 người không có tiền sử du lịch gần đây đến Trung Quốc. Tại Hà Nội, hai cơ sở quân sự đang được trang bị lại để trở thành các trung tâm cách ly cho ước lượng 1.500 người, giữa lúc Việt Nam đang chuẩn bị tiếp nhận 950 người từ Trung Quốc sẽ được cách ly tại các cơ sở này. Hai tỉnh miền Bắc giáp danh với Trung Quốc cũng đã thiết lập các trung tâm có 3.000 giường bệnh. Miền Trung đã có các trung tâm sẵn sàng đón nhận 3.700 người. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi 3 ca lây nhiễm virus corona được xác nhận, các giới chức y tế cho biết hai bệnh viện dã chiến đang được gấp rút xây dựng để phòng trường hợp số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp do virus corona gây ra vượt quá khả năng điều trị tại các bệnh viện hiện có. Cho tới nay, Việt Nam có khoảng 10 ca lây nhiễm đã được xác nhận. Trong số này, có 3 người không hề lui tới Trung Quốc trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, có khả năng số người lây nhiễm sẽ tăng trong thời gian tới. Việt Nam chưa loan báo kế hoạch hồi hương hàng loạt công dân Việt Nam từ Trung Quốc, nhưng đã có 21 sinh viên trở về từ ổ dịch Vũ Hán trên máy bay thuê bao. Bộ Ngoại giao Canada xác nhận với VOA tiếng Việt rằng nước này đã đưa một chiếc máy bay tới Hà Nội để chuẩn bị sơ tán công dân khỏi Vũ Hán, tâm dịch virus corona, trong khi hiện chưa rõ 17 người Việt tại thành phố đang bị phong tỏa ở Trung Quốc đã được trở về nước hay chưa. Trả lời VOA Việt ngữ hôm 4 tháng 2, một đại diện Bộ Ngoại giao Canada dẫn lại một đoạn tweet trước đó của Ngoại trưởng François-Philippe Champagne rằng một chiếc máy bay thuê bao hiện trong hành trình tới Hà Nội, Việt Nam để sẵn sàng tới Trung Quốc khi được chấp thuận. Theo thông báo của Cơ quan Ngoại giao Canada, các quan chức chính phủ và nhân viên y tế, quân đội của Canada cũng đi Hà Nội trước khi tới Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc. Trong một cuộc họp báo qua ứng dụng WeChat hôm 3 tháng 2, khi được hỏi về việc chính phủ Canada vẫn chờ Bắc Kinh cho phép bay sang Vũ Hán để sơ tán công dân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng, đối với các nước muốn sơ tán công dân của mình khỏi Vũ Hán, chúng tôi sắp xếp và cung cấp hỗ trợ cho họ dựa trên thông lệ quốc tế và các biện pháp kiểm soát dịch bệnh của chúng tôi. Các nước liên quan đã cảm ơn chúng tôi. Trung Quốc và Canada vẫn đang trao đổi về vấn đề này. Bà Hoa nói trong cuộc họp mà bà cũng chỉ trích Hoa Kỳ gieo rắc sợ hãi và gây hoảng loạn về virus corona khi là nước đầu tiên sơ tán công dân khỏi Vũ Hán. Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 5 tháng 2 đã quyết định tạm thời chưa cho phép người nước ngoài đã cư trú ở các tỉnh thành của Trung Quốc đang có dịch bệnh nhập cảnh vào Việt Nam và người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam từ những nước khác không phải Trung Quốc nhưng đã từng ở Trung Quốc trong vòng 14 ngày trước khi vào Việt Nam thì cũng thuộc diện tạm thời chưa được phép nhập cảnh. Mối lo ngại ngày càng tăng về giao thương bị gián đoạn vì dịch virus corona chủng mới sẽ tác động mạnh đến Việt Nam, làm cho chỉ số chứng khoán chính của Việt Nam là VN Index giảm hơn 6% kể từ hôm 30 tháng Giêng. Đây là mức giảm tồi tệ nhất trên thế giới sau đợt giảm giá cổ phiếu bên Trung Quốc. Theo hãng tin Bloomberg, VN Index đã giảm hơn 6% tính từ ngày 30 tháng Giêng và giảm tới 9,4% so với điểm cao nhất vào tháng 11 năm ngoái. VN Index hiện giao dịch ở mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2017. Đây là mức giảm cao thứ nhì thế giới sau thị trường chứng khoán Trung Quốc. Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã đẩy mạnh các kết nối thương mại quốc tế, cho nên bất kỳ sự gián đoạn lớn nào có ảnh hưởng toàn cầu cũng là mối đe dọa đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Bloomberg dẫn lời ông Rusia Desai, chuyên gia của ASEAN Frontier Capital, nhận định rằng tác động của dịch corona đối với kinh tế Việt Nam sẽ tiêu cực trong ngắn hạn do các mối liên kết thương mại và du lịch với Trung Quốc. Các biện pháp do chính phủ Việt Nam đề ra để chặn dịch như ngưng cấp visa cho khách Trung Quốc, tạm ngưng đưa công dân sang Trung Quốc làm việc và các khuyến nghị kêu gọi dân chúng không nên du lịch hay sang Trung Quốc làm ăn đã tác động mạnh tới các hoạt động giao thương giữa hai nước. Mặt khác, các biện pháp của nhà nước Trung Quốc như hoãn mở cửa biên giới với Việt Nam và hạn chế đi lại cũng tác động tiêu cực tới các hoạt động xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc.
Ngoài ra, Việt Nam cũng lệ thuộc nặng nề vào hàng xuất khẩu của Trung Quốc như vải sợi và máy móc cho các hãng xưởng ở Việt Nam. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Thường thì sau Tết Nguyên Đán là Sài Gòn bước vào mùa nắng nóng. Có lẽ nhờ cái nắng và cái nóng của thành phố nhiệt đới nên chuyện dịch virus corona từ Trung Quốc lây nhiễm sang đây không khiến người ta quá lo âu. Các bệnh viện ở Sài Gòn vẫn hoạt động bình thường như trước khi có dịch virus corona, ông Quá chia sẻ. Tự nhiên cái chó bồ chó bộng nó lên, đó, chính là chú nghĩ đúng không? Thấy không? Chứ còn nói tự nhiên cái đầu ra cái giờ trừ ra. Khẩu trang trăm ngàn còn không có mà mua, nhưng mà hắn đâu có hiệu nghiệm đâu, chính cái ông bác sĩ thì ông nói với chúng nghe rõ ràng luôn á, cái dịch này là hắn không có hiệu nghiệm gì chứ, mình chỉ là tránh né chịu thoáng đông người đó, mình cũng ví dụ phòng chống, nhưng mà phòng chống một cách gọi là mình đừng có tới những cái chỗ đông người, đừng có đi những cái chuyến xe buýt gọi là cửa kiến đông người như vậy á, thì mình phải mà phòng tránh vậy thôi. Người dân tìm mua khẩu trang y tế vì được nhà chức trách khuyến cáo sử dụng sẽ giúp hạn chế việc lây nhiễm qua giao tiếp ở cộng đồng. Các bệnh viện như Bệnh viện Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng là những cơ sở y tế được chỉ định dành cho điều trị các ca nhiễm virus corona, ông Quá nói tiếp. Mình chủ động, mình tránh né bớt cái phần nào của theo ý nghĩ của mình thôi. Ví dụ mình không có đi xe buýt, xe đồ, hoặc là không có đi xe cửa kiến, cửa đồ thôi. Là mình tránh né cả chỗ đông người này kia rồi vậy, mình tránh né với chỗ đó thôi. Còn mình vẫn sinh hoạt bình thường, mình không có nghĩ cái gì đấy. Những người dân hàng ngày phải ra đường phố để mưu sinh ở Sài Gòn đều có chung ý nghĩ như ông Quá, dẫu biết có thể bị lây lan do Sài Gòn đông du khách Trung Quốc lao động nhập cư từ tứ xứ đổ về, song nói như niềm tin của ông Hiếu, xứ Sài Gòn nóng thì sẽ khó cho lây nhiễm. Dịch bệnh bây giờ bên Trung Quốc bây giờ nó cũng mọi người qua Việt Nam mấy ca nữa thì cũng nghe nhà nước nói vậy thôi, nhưng mà giờ miếng cơm bên áo rồi chú vẫn chạy xe bình thường, nói lo thì đó thì cũng cẩn thận vậy thôi, chứ giờ không lẽ vợ ở nhà, nhưng mà Việt Nam thì chưa sao đâu, không sao đâu, người ta cũng đang khống chế rồi, đừng lo sợ quá mà lâm ra không lẽ là ở nhà. Người dân đến khám bệnh ở các bệnh viện tại Sài Gòn ở mùa dịch cho thấy đang diễn ra trong trật tự, chưa có biểu hiện của hiệu ứng đám đông về đồn đoán thái quá ở cơn dịch được nhà nước Việt Nam công bố với tên gọi là viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 5 tháng 2 cho biết số ca nhiễm virus corona trong 24 giờ qua đã lên mức kỷ lục. Phát biểu tại Geneva, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tính tới ngày 5 tháng 2 có 24.362 trường hợp nhiễm virus corona ở Trung Quốc và 191 ca nhiễm ở 24 quốc gia bên ngoài nước này. Số người chết là 490 người tại Trung Quốc và 1 người ở Philippines, ông nói thêm. Người đứng đầu WHO cho biết một số quốc gia phát triển đã tăng cường nỗ lực báo cáo sau khi bị WHO chỉ đích danh vì không tích cực chia sẻ những dữ liệu quan trọng. Hôm 4 tháng 2, ông cho biết thông tin chi tiết về các ca nhiễm bên ngoài Trung Quốc chỉ được cung cấp khoảng 38% trên tổng số các trường hợp. Ông nói rằng mối quan tâm lớn nhất của WHO là khả năng lan truyền của virus sang các quốc gia có hệ thống y tế yếu hơn. Thành phố Vũ Hán của Trung Quốc đang có kế hoạch chuyển đổi 8 tòa nhà lớn, bao gồm trung tâm triển lãm và phòng tập thể dục, thành các bệnh viện tạm thời, truyền thông nhà nước đưa tin. 3 địa điểm đã được chuyển đổi thành bệnh viện dã chiến trong 2 ngày qua, cung cấp 3.800 giường cho các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ của virus corona. Các bệnh viện tạm thời sẽ được sử dụng để hỗ trợ khẩn cấp điều trị phẫu thuật và kiểm tra lâm sàng. Đài CCTV của nhà nước Trung Quốc nói bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn đã bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân từ hôm 4 tháng 2. Một bệnh viện dã chiến khác có sức chứa 1.500 giường cũng sẽ đi vào hoạt động vào cuối tuần này. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã gửi 1.400 bác sĩ, y tá và các nhân viên khác tới các bệnh viện ở Vũ Hán, cũng theo CCTV. Vũ Hán là thành phố mà dịch virus corona bùng phát. Tại đây hiện có hơn 8.000 trường hợp nhiễm virus được xác nhận. 362 người đã thiệt mạng vì chủng virus mới này.
Một tàu du lịch chở 1.800 người bị Đài Loan từ chối cho cập cảng đã tới Hồng Kông hôm 4 tháng 2, nơi tất cả mọi người trên tàu sẽ bị cách ly cho đến khi hoàn tất xét nghiệm kiểm tra virus corona. Tàu World Dream bị từ chối cập cảng Cao Hùng Đài Loan hôm 4 tháng 2 sau khi 3 hành khách trong chuyến đi trước đó được chẩn đoán bị nhiễm virus corona. Quan chức y tế của cảng, ông Leo Yeohong cho biết 90% hành khách trên tàu đến từ Hồng Kông và không có ai đến từ Trung Quốc đại lục. Ông cho biết hơn 30 thành viên thủy thủ đoàn có các triệu chứng như sốt, ho hoặc đau họng sẽ được xét nghiệm. Cũng theo ông Leo, tất cả mọi người sẽ phải trải qua sàng lọc thân nhiệt và phải điền vào mẫu khai báo sức khỏe. Họ sẽ không được phép rời đi cho đến khi các xét nghiệm hoàn tất. Ông Leo cho biết thời gian cách ly hoặc các biện pháp thêm nữa sẽ phụ thuộc vào kết quả khám sức khỏe. Một hành khách bị cách ly trên một chiếc tàu du lịch ở Nhật Bản hôm 5 tháng 2 cho biết mọi người trên tàu không được ra khỏi cabin phòng ngủ của họ trong vòng 2 tuần tới. Ông David Abe, người đang cùng vợ thực hiện chuyến nghỉ mát trên tàu để kỷ niệm 50 năm ngày cưới, cho biết mọi chuyện thay đổi 180 độ chỉ sau một đêm. Tất cả hành khách được thông báo không thể rời khỏi phòng. Hôm 4 tháng 2, chính phủ Nhật Bản xác nhận có ít nhất 10 trường hợp nhiễm virus corona trên tàu du lịch Diamond Princess và Nhật đang cách ly 3.700 người, bao gồm thủy thủ đoàn và hành khách trên tàu ngoài khơi thành phố cảng Yokohama, cách Tokyo 40 km. Chúng tôi khá may mắn vì ở trong cabin có ban công nên có thể mở cửa, hít thở không khí trong lành. Còn nếu trời nắng thì có thể ngồi trên ban công. Tội cho những người phải ở trong những cabin không có ánh sáng tự nhiên, không có không khí trong lành, sẽ khó khăn cho họ trong 2 tuần tới. Ông Abe cho biết đội ngũ nhân viên trên tàu giờ đây đeo khẩu trang, mang các khay thức ăn đến từng cabin cho khách. Nhật Bản, nơi có 33 trường hợp nhiễm virus corona, đã tăng cường các biện pháp kiểm dịch sau khi xuất hiện những chỉ trích nhắm vào chính quyền vì cho phép 2 người di tản từ Vũ Hán rời khỏi khách sạn nơi họ bị cách ly sớm hơn dự kiến. Từ đầu tháng này, Nhật Bản cấm nhập cảnh bất kỳ người nước ngoài nào từng tới thăm Hồ Bắc trong vòng 14 ngày trước. Hàn Quốc khử trùng một khu chợ bán thực phẩm ở Seoul hôm 5 tháng 2 trong bối cảnh lo ngại vì sự bùng phát virus corona tăng cao. Các nhân viên mặc đồ bảo hộ, xịt chất khử trùng vào các sạp bán thịt và các loại thức ăn có xuất xứ từ Trung Quốc tại chợ Daerim ở Seoul, gần một ngôi làng nơi có nhiều người quốc tịch Trung Quốc sinh sống. Các quan chức thành phố Seoul cũng tiến hành kiểm tra các nhà hàng tại một khu chợ truyền thống để xem những hộ kinh doanh này có bán thực phẩm bất hợp pháp hay động vật hoang dã hay không, đồng thời thông báo cho người dân về các biện pháp phòng ngừa chống lại sự lây lan của virus. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đến thăm một trung tâm y tế cộng đồng và được báo cáo về hệ thống cách ly kiểm dịch. Có tổng cộng 18 trường hợp nhiễm virus corona đã được xác nhận tại Hàn Quốc. Một bệnh nhân hồi phục hoàn toàn đã được xuất viện hôm 5 tháng 2, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, KCDC. Trong những tuần qua, chị Hana Nguyễn, một cư dân sinh sống ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington, liên tục lên mạng tìm mua các mặt hàng như khẩu trang y tế và nước rửa tay tiệt trùng để gửi về Việt Nam cho người thân và bạn bè, khi được biết đây là những mặt hàng đang rất khan hiếm tại quê nhà trong thời điểm dịch virus corona đang tiếp tục lây lan. Tuy vậy, mua ở Mỹ cũng không hề dễ dàng vì phần lớn các website bán hàng lớn đã hết mặt hàng này, hoặc nếu có thì thời hạn giao hàng cũng kéo dài từ 3 cho tới 8 tuần. Có nghĩa là các website này cũng không có sẵn hàng để giao cho khách. Tôi cảm thấy rất là lo lắng trước cái thực trạng mà những cái sản phẩm mà bảo vệ sức khỏe như thế không thể mua ở Việt Nam và thậm chí là cả ở Mỹ như thế này cũng không thể là mua được. Bởi vì hiện nay thì những cái thông tin mà Bộ Y tế Việt Nam đưa ra tôi hoàn toàn không cảm thấy là tin tưởng. Và có lẽ là trong cái một vài ngày tới đây thì có thể là cái con số người bệnh cũng như là số người chết ở Việt Nam sẽ còn có thể là sẽ tăng lên. Tôi không mong là như thế nhưng mà tôi không dám lạc quan về cái con số này. Khi tới với các trung tâm chuyên bán dược phẩm và thiết bị y tế lớn tại Mỹ thì tình cảnh cũng không khá khẩm gì hơn. Tại Walgreens, một cửa hàng trong chuỗi tiệm dược phẩm rất phổ biến tại các tiểu bang trên khắp nước Mỹ, mặt hàng khẩu trang cũng đã được bán hết từ vài tuần nay. Trên kệ hàng chỉ còn leo teo vài chai nước rửa tay tiệt trùng sót lại. Còn tại CVS, một trung tâm dược phẩm lớn khác,
thì thậm chí không chỉ khẩu trang y tế mà cả nước rửa tay tiệt trùng cũng hoàn toàn không còn lấy một chai. Thậm chí các loại thuốc bổ tăng cường sức đề kháng và các loại vitamin C cũng chỉ còn lại rất ít. Như vậy là sau một hồi tìm kiếm tại Walgreens và CVS, những trung tâm chuyên bán dược phẩm và trang thiết bị y tế lớn tại Mỹ, thì chúng tôi cũng không thể tìm mua cho mình dù chỉ là một hộp khẩu trang. Thực tế thì mặt hàng khẩu trang cháy hàng tại Mỹ chủ yếu được gửi ra nước ngoài, bởi nếu quan sát trên đường phố Mỹ thì sẽ thấy là rất ít người sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng. Sau một hồi tìm kiếm và dò hỏi những người làm việc trực tiếp tại các trung tâm dược phẩm này, chúng tôi được biết họ đã đặt hàng khẩu trang và nước rửa tay tiệt trùng từ lâu, nhưng cho đến giờ vẫn không rõ cho đến khi nào thì mới có hàng mới để phục vụ khách hàng. Đó là lý do mà những kệ hàng vốn thuộc về những mặt hàng này vẫn còn để trống cho tới nay. Và trong nỗi lo dành cho gia đình còn ở Việt Nam, chị Hana Nguyễn không còn cách nào khác là phải tìm sâu hơn nữa xuống đáy các kệ hàng để kiếm cho ra những sản phẩm khả dĩ có thể thay thế tạm thời những mặt hàng vốn chưa bao giờ khan hiếm như thế tại Mỹ là khẩu trang y tế và nước rửa tay tiệt trùng. Những món ăn mà nay được gọi là soul food xuất phát từ ẩm thực truyền thống của người gốc Phi ở miền Nam nước Mỹ. Về cốt lõi, soul food là một loại thực phẩm cay nồng, giàu calo và đạm mà người Mỹ gốc Phi cần để vượt qua những ngày dài làm việc vất vả. Đầu tiên là nô lệ trên các đồn điền và sau đó là những người được trả tự do làm thuê tại các trang trại ở vùng nông thôn miền Nam. Nhưng theo thời gian, soul food đã trở thành ẩm thực cao cấp, là món ăn chính của một số nhà hàng lớn ở thủ đô Washington DC. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Ngay cả vào ngày thường, nhà hàng tọa lạc trên đường U ở thủ đô Washington này vẫn nhộn nhịp tấp nập. Khách xếp hàng mua gà rán, nui phô mai, khoai ngào đường, bánh mì ngô, những thứ được gọi là soul food. Soul food moniker. Cái tên soul food xuất hiện từ những năm 60 và 70 khi chúng ta có phong trào Black Power. Ý tôi là nó có ý nghĩa là tự hào về phong cách ẩm thực của bạn, đặt linh hồn của bạn vào đó, và những món này đã có trong thực đơn bình dân từ những năm 1700 và cả trước đó. Nằm cách đài tưởng niệm cuộc nội chiến người Mỹ gốc Phi chỉ vài dãy nhà, nhà hàng U's & R's đang trở thành một tụ điểm soul food của thủ đô Washington. We have a lot of excellent guests. Có rất nhiều vị khách nổi tiếng đã đến đây. Jay-Z, LeBron James, J. Cole, anh ấy đến đây rất nhiều lần. He comes in all the time. Nhưng những món ăn vốn là truyền thống của người Mỹ gốc Phi trên thực tế được mọi người ở đây yêu thích. Tôi thấy các bạn gọi món gà rán, một ít đậu que và một ít nui phô mai. Món nào bạn thích nhất? Chắc chắn là gà rán. Bạn có ăn món này lúc nhỏ không? Vâng, chúng tôi lớn lên ở Texas nên đã ăn rất nhiều soul food, gà rán, bánh quế, đậu que, bánh mì ngô, đủ hết. Nhưng gà rán thật tuyệt vời. Đầu bếp từng đoạt giải thưởng Ogie Abbott bắt đầu nấu ăn từ nhỏ, trau dồi kỹ năng qua thử nghiệm. Không có gì khiến anh vui hơn việc nhìn thấy khách hàng thưởng thức món ăn làm từ công thức của bà mình. Để mọi người biết điều gì đó về lịch sử người Mỹ gốc Phi và một số điều chúng tôi đã trải qua, những câu chuyện thành công nhiều hơn là một vài điều mà bạn nghe một cách rời rạc. Và anh hy vọng câu chuyện của mình cũng như công thức món ăn mang ý nghĩa văn hóa và lịch sử tiếp tục truyền cảm hứng cho những người đến ăn tại nhà hàng của mình. Người ta thường nói những điều không hay về tảo, ví dụ như tạo ra những vùng chết dưới lòng đại dương hay những váng ao độc khi chúng nở hoa. Nhưng tảo lại có một công dụng mà con người cần đến. Nó có thể cung cấp nhiên liệu carbon trung tính, thức ăn, ngay cả khi được nuôi trong nước mặn hay ở giữa hoang mạc. Để biến những sản phẩm từ tảo trở thành hiện thực, các nhà khoa học đang giải mã những bí ẩn của chúng. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Váng ao được tạo nên bởi một loại thực vật đơn bào có tên là tảo. Rất nhiều người cảm thấy tảo là một thứ phiền phức. Tuy nhiên, tại Phòng Thí nghiệm Năng lượng Tái tạo Quốc gia, các nhà khoa học đang làm việc để biến tảo thành loại cây trồng và sản phẩm carbon trung tính. Tôi tên là Liv Lawrence. Tôi là khoa học gia cao cấp tại Phòng Thí nghiệm Năng lượng Tái tạo Quốc gia và cũng là người đứng đầu chương trình nghiên cứu tảo, hợp tác với Bộ Năng lượng. Chúng tôi làm việc tại phòng thí nghiệm này bởi chúng tôi tin là tảo có thể thực sự tạo ra sự khác biệt. Tảo có thể tạo ra sự khác biệt bởi vì khi được trồng ở vùng nước nông như một loại cây trồng,
Nó có hiệu quả trong việc chuyển đổi ánh sáng mặt trời và carbon dioxide thành nguyên liệu cần thiết cho thực phẩm, sản phẩm và nhiên liệu. Nhờ đó, bạn có thể lái xe tải qua vùng Rocky Mountains. Bạn có thể có những chiếc máy bay sử dụng hỗn hợp nhiên liệu từ tảo. Các nhà khoa học đang phân tích các sản phẩm từ tảo. Thứ chúng tôi có ở đây là vi khuẩn lam. Chúng có cấu tạo gen để cho ra một loại dầu rất nặng và dính. Các nhà khoa học cũng làm thí nghiệm với tảo ở môi trường mở. Những cái ao này đều có nước lưu thông. Chúng tôi khuấy chúng lên bằng bánh quay. Chúng tôi hy vọng tảo sẽ trở thành đồ ăn hoặc nhiên liệu trong tương lai, đồng thời cũng giúp thu bớt một phần lượng carbon dioxide trong không khí. Lawrence cho biết tảo có tiềm năng, và hơn thế nữa có nhiều loài còn sống được ở những nơi nước bẩn. Khi nghĩ về những nông trại tảo trong tương lai, chúng tôi nghĩ tới việc sử dụng nước biển, nước lợ, nước tái chế, nước thu từ các hoạt động khai thác dầu và khí đốt. Bạn không cần đất canh tác bởi tảo được trồng trên bề mặt đất. Khi nói về một trang trại tảo, gần như là chúng ta nói về một mô hình tái chế sinh học. Rất nhiều sản phẩm có thể ra đời tại trang trại này. Bạn có thể mua những gì từ một cửa hàng tảo, có thể là đế lót giày hoặc là ghế ngồi xe ô tô cho trẻ em. Hiện nay, nhựa được sử dụng hàng ngày và chúng không thể bị phân hủy theo cách sinh học. Chỗ nhựa đó cứ tồn tại hàng năm, hàng thế kỷ. Còn thứ nhựa mà chúng tôi đang chế tạo, bọt xốp, ghế ngồi ô tô, đế giày, khả năng cao sẽ có thể phân hủy sinh học được. Giá thành để sản xuất nhiên liệu từ tảo hiện nay vẫn cao hơn nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, Lawrence cho biết tiềm năng lợi nhuận mà nó mang lại là rất sáng sủa. Chỉ trong chục năm tới, cô dự đoán nhiên liệu tảo, thức ăn và các sản phẩm từ tảo sẽ trở nên phổ biến. Tảo được trồng tại những vùng nước mà con người không thể sử dụng, trên vùng đất không thích hợp để trồng trọt và vừa giảm bớt lượng carbon trong không khí. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our saying today is, where do you see yourself in 5 years? From the film, Patty Cakes. It tells the story of a girl from a poor New Jersey town who wants to be a rap singer. First, she does other kinds of work. Listen for the saying, where do you see yourself in 5 years? Where do you see yourself in 5 years? I hope to still be working for you, sir. You have notebooks full of songs, Pete. How badly do you want this? What do you think, where do you see yourself in 5 years means? Is it, what do you want to be doing in 5 years? Or, will you move out of town? Where do you see yourself in 5 years? I hope to still be working for you, sir. You have notebooks full of songs, Pete. How badly do you want this? Where do you see yourself in 5 years means, what do you want to be doing in 5 years? This is used when talking about big plans. What work do you want to do? What are your hopes and dreams? Now, where do you see yourself in 5 or even 10 years? And that is English at the Movies. I'm Anne Ball. This is Everyday Grammar. I'm Lucia. I'm looking forward to this episode. And I'm Kaveh. I came up with the topic.
No, you didn't. Don't try to get away with saying you were the mastermind behind this awesome topic. Okay, why don't we get on with the lesson, since we don't have much time. Plus, we get along really well, so I don't want to fight. Friends? Friends. Three-part phrasal verbs are idiomatic expressions that have one verb and two particles. A particle is a word that must appear with another word to create meaning. Like, look forward to. Verb plus particle plus particle. Three-part phrasal verbs are useful when you're trying to express yourself in a natural way without being too wordy. But you have to remember a couple of things about three-part phrasal verbs. One, they are inseparable. No part of speech can separate them. Two, changing any part of the three-part phrasal verbs changes its meaning. Catch up to has a different meaning than catch up on. So be careful. And three, be aware that three-part phrasal verbs in American English might have a different meaning from the same phrasal verbs in British English. Here are the meanings of the three-part phrasal verbs we used today. Welcome to the Voice of America's News Words. This news word is about the palm oil industry. The oil is used in many food and beauty products. Burgeoning. The need for palm oil has led to the creation of large plantations, especially in Southeast Asia. The group Amnesty International says the burgeoning demand is causing labor rights abuses on many plantations. Burgeoning means growing or developing quickly. Many workers are needed to supply more palm oil for the growing demand. Because of that burgeoning need, labor rights are being ignored. voatiengviet.com mang bạn ra thế giới. Tường trình thời sự Việt Nam và quốc tế. Chính trị, đời sống xã hội, tình hình biển Đông. VOA trên radio, truyền hình vệ tinh, mạng internet, Facebook, YouTube và Twitter. Mở voatiengviet.com để học tiếng Anh. What do you think it means when people say this? Tương tác với blogger, tìm hiểu thế giới xung quanh. Đăng ký voatiengviet.com để được kết nối với thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin voatiengviet.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Muốn đóng góp hình ảnh, video, bài viết cho VOA Việt ngữ xin gửi về địa chỉ VOA bạn làm báo a@gmail.com. Việt Hùng xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.